Trong thập niên vừa qua, Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Mặc dù gặp nhiều thách thức trong một vài năm gần đây, so với năm 2005, GDP của Việt Nam vẫn tăng gấp đôi. Tổng kim ngạch xuất khẩu cũng như lượng đầu tư trực tiếp của nước ngoài tăng gần gấp 3. Những bất ổn vĩ mô trong thời gian gần đây cho thấy bên cạnh thành tựu đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập ở mức trung bình, nền kinh tế còn nhiều bất cập, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên thách thức đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Rất nhiều người dân Việt Nam, chủ yếu tập trung ở nông thôn, hiện vẫn ít điều kiện tiếp cận thị trường, cơ hội việc làm và các dịch vụ thiết yếu. Vậy làm thế nào để các doanh nghiệp tư nhân có thể thâm nhập vào thị trường thu nhập thấp, ước tính chiếm khoảng một nửa dân số Việt Nam? Điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua mô hình kinh doanh cùng người thu nhập thấp. Kinh doanh cùng người thu nhập thấp là một phương thức kinh doanh bền vững với mục tiêu giảm nghèo bằng cách đưa cộng đồng có thu nhập thấp tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty với tư cách là người làm công, nhà cung cấp, người tiêu dùng hoặc phân phối trên cơ sở các bên cùng có lợi. Vậy tôi có thể nhận được sự trợ giúp từ đâu để kinh doanh cùng người nghèo? Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam VBCF được Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh DFID tài trợ và Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV quản lý, được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam xây dựng các mô hình kinh doanh sáng tạo, đảm bảo lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng có thu nhập thấp bằng cách tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập và cung cấp hàng hóa, dịch vụ với giá cả phù hợp. VBCF sẽ tài trợ không hoàn lại cho các sáng kiến kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam. Quỹ sẽ kêu gọi đề xuất cạnh tranh để lựa chọn các dự án bền vững về thương mại và có tiềm năng nhân rộng trong tương lai. VBCF sẽ hỗ trợ kỹ thuật để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh và tác động giảm nghèo. VBCF sẽ cung cấp tài trợ không hoàn lại lên đến 49% chi phí đầu tư cho các dự án kinh doanh cùng người thu nhập thấp được lựa chọn. Các lĩnh vực kinh doanh VBCF tài trợ bao gồm nông nghiệp, tăng trưởng xanh và cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. Số tiền tài trợ của VBCF cho mỗi dự án được lựa chọn sẽ từ 100 đến 800 ngàn đô la Mỹ, tùy thuộc chủ yếu vào tiềm năng tác động xã hội của dự án. Tôi có thể đăng ký như thế nào? Trước hết, bạn hãy nắm rõ các bước chính trong quy trình tài trợ của quỹ VBCF: nộp hồ sơ tóm tắt dự án, đánh giá sơ bộ và lập danh sách ngắn, nộp đề xuất dự án hoàn chỉnh, đánh giá và lựa chọn dự án đề xuất, ký hợp đồng tài trợ. Toàn bộ quy trình này sẽ diễn ra trong thời gian khoảng 6 tháng. Tại sao bạn nên đăng ký Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam? Mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam trở thành những nhà lãnh đạo và đi tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh cùng người có thu nhập thấp, nhằm mở rộng thị phần và lợi nhuận ở các thị trường đang phát triển, củng cố chuỗi cung cấp cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và nâng cao cơ hội tiếp cận các dịch vụ, hàng hóa và chuỗi cung ứng với giá cả hợp lý cho người có thu nhập thấp, nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Hãy truy cập trang web Quỹ Thách thức Việt Nam www.vbcf.org.vn để biết thêm thông tin về các đợt kêu gọi đề xuất và các quy định chung của VBCF.